Thế còn còn cái cây này anh hỏi luôn là một, sau khi thu hoạch xong thì có được tiếp tục liên tục được không? Dạ đúng rồi. Nó vẫn lên. Đấy, bên này bên bọn em thu hoạch liên tục rồi. Dạ. Ngày hôm qua cũng mới thu hoạch xong. Còn trái cho mọi người thả rồi. Sang ăn tối rồi ăn đấy. Dạ. Phần rau này thì hái nhiều đâu. Dâu dâu xanh. Hai mấy mấy này chị đang cứ bảo anh là lên Đà Lạt kiếm chỗ nào mà người ta trồng dâu á. Đấy, trong này coi. Còn em biết nhiều loại với nhau. Ờ. Trồng xanh lẫn với nhau luôn. Ừ. Bán cho mọi người. Đấy, cái này em thích ăn luôn được. Ừ. Dạ. Thích cái nào mà cái bứt luôn. Cái bạch tuyết ấy. Ở trong này thì cái giống bạch tuyết là cái mắc nhất. Ừ. Mới đầu này nó xanh xanh nha, nó trắng trắng rồi từ 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 nó mới đỏ nha. Nó vừa trắng vừa đỏ. Nó trắng trắng nó hồng hồng. Nhưng mà nó không có đỏ. Ngọt hả? Nó vừa ngọt. Nó thơm nó ngọt. Nó thơm nó ngọt hơn tất cả các loại dâu khác luôn. Tại vì nó ở đây là nó mắc nhất ạ. Ừ. Nếu mà bên ngoài mà chị mua nó không là chắc là triệu mấy. Ừ. Mà chị. Ở đây là ăn được luôn rồi đấy. Dạ, đây là bạch tuyết đấy. Bạch tuyết đấy, cái màu như thế đúng không? Dạ. Màu trắng màu bạch tuyết. Hay nhỉ. Cái này nó chín lắm rồi. Nhưng mà cũng ngon mà. Nhưng mà trái nó phải bụi hơn nữa thì em mới ngoài đúng không? Đây là trái như nào? Ăn vào là chát chứ. Trắng. Ngon giống như dâu đỏ hả? Hái một quả ăn thôi. Ăn thử. Hái một quả ăn thử. Nhiều quả hơn. Đấy. Đây này, trái đây này, ăn tốt đấy này. Trái đó ăn được rồi. Ăn được tốt rồi này. Đấy. Trái này á? Ừ. Đây là trái này. Trái màu đỏ. Cái loại đó là một cái loại dâu bên Mỹ. Rất còn. Cái này thường ngắt đến đâu chứ ngắt này thì tự nhiên mất công nó phải nuôi cái đoạn này vô ích rồi. Mốt thì không? Sẽ có công nhân đi tỉa hả không sao? À thế. Ô, ở đây nó có nấm này. Ừ. Nấm trong này là bọn em phải cho công nhân tỉa mấy cái lá hư thường xuyên. Đúng rồi. Đỡ. Chà, đỡ đỡ. Lá để nó còn có sức nó ra quả. Ừ. Nó ra quả, cái hai là để nó dồn cái dinh dưỡng cho cái chỗ khác. Đúng không? Nếu mà anh chị mà trồng á thì nên tháo mấy cái này ra thì gió nó sẽ ngọt hơn nhiều. Ừ. Còn nếu mà tại vì trái gì có nắng nó cũng sẽ ngọt hơn. Ăn tốt này. Dạ. Cái trái nào còn có nhiều nắng thì nó sẽ chuyển hóa thành đường nhiều hơn. Rất là ngon. Nếu anh chị thì sớm hơn vài ngày trước thì ở đây là đỏ hết luôn. Ừ. Nhưng mà giờ này họ thu hoạch hết rồi. Nên là bây giờ từ đến thời điểm này đến khi thu hoạch thì thời gian nó lâu không? Từ thời điểm này, ví dụ như tại thời điểm như này. Dạ. Không, nếu như thế này thì cũng bán được rồi. À, bán được rồi. Dạ. Nhưng mà chín hơn 2/3 quả thôi là bán được. Nhưng mà ví dụ từ lúc mà nó nhỏ nhỏ như này thì đến khu mà được thu hoạch thì theo em thì khoảng tầm thời gian lâu. Dạ cũng không lâu rồi. Chắc cũng trong độ tuần nhỉ. Dạ nó không cũng phải hơn xíu tại vì nó lớn lên hàng ngày á. Cái này thì tưới nước cũng bằng hệ thống nhỏ giọt thôi. Rồi. Con này nọ thì cứ đưa vô bồn là nó tự canh cho mình. Cái khí hậu đó trong Đà Lạt này chỗ này yên định mà giờ này nó cũng hơi lạ rồi. lạ đúng không? Dạ, giờ này khí hậu ô nhiễm bây giờ nó cũng khác ngày xưa rồi. Ngày xưa thì mát lạnh lắm, nó trong lành lắm. Còn bây giờ thì nó hơi khác rồi, quá chuẩn luôn. Đây có cái loại dâu mà hình như có nhiều loại dâu là nó hình nó móc nó méo tùm lum hết nhưng mà ăn cũng rất ngon thơm. Do trồng sạch cái này thì mới cả ong bướm nó không có vào đâu mà là không thể có sâu. Dạ. Yeah. Đôi lúc cũng có. Đôi lúc nó còn chui rút đâu đó nó xuất hiện sau. Nhưng thực mà ra anh không phải không? Là anh không phải là chuyên nghiệp nhưng mà anh có trồng vườn anh sao anh phát hiện ra là thực ra sâu ở đây xuất hiện là do ong bướm ở đâu đấy nó bay đến nó mới đẻ cái kén đó. Dạ đúng. Nhiều khi anh bảo mình cứ làm gì đâu sao nó sâu ra là như thế đúng không? Dạ đúng rồi. Sau giống con bướm đấy. Con bướm. Mấy con bướm rồi mấy con bướm đêm này. Mấy con bướm đêm mà là nó sẽ để sau nhỏ bướm đêm. Cái đó là ban đêm mà cắt đẹp. Bên tại vì nó thấy đèn bên đường nó vào phần rau nó thấy cái màu xanh xanh nó thích đó đây nãy bà làm theo mình chưa trồng ở trên ấy thì về khí hậu còn chưa ok nhưng mà này kém vào cái khâu là không có cái nhà giàn này này cái nào cùng rau đến lúc mà thu hoạch nó ăn mẹ hết luôn bực cứ là bực luôn bảo công sức bao nhiêu cùng chim xuống nó rỉa.
cái đó thì mình kiếm cái như biết rồi, nhưng mà em không như đây thế mà không có làm cái nhà già này thì nếu mà cái làm này thì cũng mà chim nó xả xuống nó ăn sạch. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Dạ. Phá sạch luôn. Tại vì xung quanh đây nhiều chim lắm. Đúng rồi, chim nhiều lắm. Xung quanh chim sóc luôn mấy con. Bọn em mà phát hiện một con nào mà lọt vào đây là phải em thì khử ngay đấy. Ăn. Trước khu vườn B đó là chim sáo rất là nhiều lắm rồi. Đúng rồi. Nào cũng vào. Nó ăn chưa kịp về tới khách sạn nó ăn hết luôn rồi. Ở phía ngoài ở đây ra thì còn có chỗ nào nữa không? Còn xuống dưới nữa không hay dạ, còn là còn ở dưới này có vườn cà chua. À. Cà chua thì là đi tham quan đủ hết luôn. Dạ. Có cháy. Thế mình có thể đi đường này, đi này con nhà về đây. Còn ở đây là khách vườn tử, vườn tử đỏ. Đỏ này nhưng mà nó chưa có chưa có ăn được hả? Chưa có ăn được. Dạ, hết trá rồi chị. Thu nhiều quá rồi. Hết trá luôn rồi. Em không thấy không à. Anh ấy là con nhỏ, anh có cái gì thì ba mê 24 tuổi thì chắc là đã có người yêu chưa? Chưa. Chưa đúng không? Dạ. Suốt ngày với vườn cây cái này làm sao mà quen ai nhỉ? Dạ. Cứ cả ngày trong vườn xong rồi tối thì tối về nhà xong rồi đọc ít sách rồi thế hay tôi cũng đi gọi đi bộ đội gọi đi bộ đội à ở chỗ em ở qua người ta có gọi không có nhà thì cũng có gọi ông anh nhưng mà không có đi được tại vì ông anh ổng bị gì á xong rồi người ta không cho đi nhưng mà em thì chưa có gọi chưa gọi đến à chưa gọi đến thì năm nay thì em cũng sắp lên 25 rồi. Tháng nữa thì lên 25 rồi. Thì đến 27 tuổi là hết. Dạ. Thế đây cà chua thì bọn em có 4 loại. 4 loại nhưng mà có cái loại ở giữa trồng lớn lớn cho nó vui thôi. Có cà chua sô cô la, cà chua táo sữa, các cà chua táo đỏ, cà chua táo vàng, cà chua sữa. Đây anh thấy cái mùi cái mùi phân chuồng. Dạ đúng rồi. Thì mình mua ở ngoài à? Thế không? À, bọn em có nuôi. À. Dạ. Nuôi cái gì mà có? À, nuôi dê, cừu. À. Nai nữa. Ồ đấy. Ông chủ phải tính sâu như thế chứ không phụ thuộc đúng không? Dạ. Tại vì công nhân họ cần điều. Có cái cần điều. Cái nấm của mù. Thì cái gì đây? Ớt chuồng. Ớt chuồng à? Ớt chuồng Đà Lạt đúng rồi đấy. Có phải ông đấy không? Dạ, đúng hẳn đấy. Ừ. Nào? Cái ông vừa đấy mình gặp ở chỗ nhà đấy đây này. À, thế hả? Dạ, hai đằng ấy hả? Dạ. À. Không, lúc mà ở cái nhà của em mà em ngủ đúng. Dạ đúng rồi. Đấy. Anh đấy. À đấy hả? Dạ. Ông đó chính là ông chủ à? Dạ. Ồ là vậy đi à. Đi vừa được. Anh phải đi. Thứ hai em với ảnh á. Rồi. Tối. Cứ gặp nhau là sẽ đưa nhau đi kiếm việc làm tới 7 giờ đấy, tối. Đấy, nên làm chủ cả một cơ ngơi như thế này mà thấy không? Ảnh thì quê ở Nghệ Tĩnh. Nghệ Tĩnh. Vợ con ở đây à? Dạ, Đà Lạt. Vợ anh thì ở Đà Lạt, người gốc Đà Lạt. Đấy mà ông chủ làm nông nghiệp của đấy à? Trông mới đầu anh cứ tưởng là cũng như người làm giống như em thôi. Yeah. Ông rất ông là giản dị. Phải làm cái gì để ăn uống sống của anh em đấy, mới đầu đơn giản đâu. Nghiên cứu, công nhân ăn gì ăn. Tất nhiên ông hơn là cho là ông là thạc sĩ, ông học nhiều. Kiến thức ông nhiều. Ông cho đi ai hỏi, ông cho đi. Anh thì thường xuyên ăn salad, chị này thì thích lắm. Dạ. Mua ở ớt chuồng. Mua ở trên Sài Gòn thì nói chung là mua các công ty rất là công nhân em cũng thích ăn salad lắm, Thực ra ở bên Tây, nước ngoài là nó toàn ăn đồ tươi thôi, nó không có luộc, nấu mình đâu. Dạ. Nấu thì nó mất hết chất rồi. Dạ. Ăn tươi này nó sẽ đi chua. Cà chua này là táo vàng. Táo vàng. Học lớp táo vàng. Táo là nó sạch tròn, giống như con táo ấy. Táo vàng. Cà chua táo vàng. Vặt. Vặt. Ngày 30 Tết rồi nên không. À, cà chua giống như cà chua mình thì nhà mình ăn ngày xưa không? Vặt trộm. Cắm trại rồi họ
đồ ở đây. Muốn mình làm cái phòng mấy cái hoạt động luôn. Ừ. Là vô chơi dưới kia luôn. Anh chị cũng có thể ăn được thôi á. Ừ, ăn luôn được rồi. Có ra cái quả cà sô cô la này nó ngon này. Có chăng ở đây thì nếu mà có bẩn một tí xíu là nó dính đất luôn. Đất này thì ăn được cũng sao. Không chết. Tại vì chỗ này đất là đôi lúc nó có bùi á. Nó bùi nó dính. Thì mình lau mình rửa nhẹ một xíu được. Đây sô cô la dễ này đây đúng không? Sô cô la là màu đấy á. Nó chín nữa là nó sẽ màu nó đậm. Quả này là ăn tốt không? Dạ cũng ăn được nhưng mà nó hơi xanh nhưng mà không sao. Nó có chua không ta? Chua ạ. Chua đấy. Nhưng mà cái loại mà nó vàng hết người lắm. Cà chua đấy, giống mà con thích đấy. Ăn thử một quả.